Để tóc ngắn thẳng đang xinh, Hari Won úp nguyên bộ tóc xoăn tít mù, lúa như thời mới vào nghề. Đang yên đang lành đổi kiểu tóc, Hari Won tự tặng thêm cho mình vài tuổi. Mới đây, Hari Won lại khiến các fan hâm mộ đứng ngồi không yên khi đổi sang kiểu tóc xoăn vốn gắn với hình ảnh của cô từ khi mới tiến vào showbiz Việt. Mới chỉ vài ngày trước đó, mái tóc của Hari Won vẫn còn thẳng, mỏng và khá ngắn, nhưng hiện tại đã dài đến gần bụng, làm nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đã đổi tóc giả hoặc nối tóc. Hari Won hào hứng chia sẻ hình ảnh mới làm lại tóc của mình. Nữ ca sĩ tạo dáng khuyên ngầu trong bộ đồ thể thao, nhưng mái tóc lại khá bánh bèo và dài dặn. Kiểu tóc này không lạ gì với fan hâm mộ nhiều năm của Hari Won. Nhiều người cho rằng cô đang đổi tóc giả, vì mới chỉ vài ngày trước mái tóc của Hari vẫn còn khá ngắn. Cách đây một tuần, Hari Won cùng Kỳ Duyên, Đình Dương Lan Ngọc quay game show với mái tóc ngắn, để mái, trông như bạn đồng lứa với Kỳ Duyên. Trước đó, nữ ca sĩ cũng đi quay cùng một chương trình với Trường Giang và được khen xinh đẹp trẻ trung. Độ dài thực sự của tóc Hari Won chỉ quá vai một chút. Hari Won thường xuyên buộc đuôi tóc chứ không thể xõa. Đây là kiểu tóc cô rất trung thành trong thời gian gần đây, bất kể đi dự sự kiện nào. Mái tóc xoăn này làm nhiều fan liên tưởng đến hình ảnh Hari Won trước đây khi mới bước chân vào showbiz. Nữ ca sĩ trung thành với kiểu tóc này mãi sau đó mới duỗi thẳng.